vô nhảy bạn ấy. Ui, lắm nè, giờ hai bay nhảy đi. Thôi sư phụ nhảy đi. Chiều đi sư phụ ơi. Chiều đi nè ca. Có cái gì vậy? Đau. Trời. Đau ra nè. Mơ. Tôi không có chồng được. Mới đại tiện rồi anh lại. Chơi không? Không. Chơi chấp rồi đó. Đang bị quay giò. Quay giò không chơi. Giờ muốn móc tim mày ra. Đổi bài sư bội. Vô. Siêu bom. Lên. 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 Lên năm giờ là mấy con ra. Oh yeah, bay bay. Yo 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 yo. Ai gì vậy trời? Ai gì vậy trời? Trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Hay quá. Có nó rồi. Có rớt cam bưởi nó rớt bây giờ. Chiêu quá mày ơi. Chiêu quá. Mệt hả? Mệt rồi. Thôi nắm tay đó đi. Đây đây đây. Nắm ghen gì à? Mệt hả? Mệt nó mệt quá. Không. Con nhảy con. Vô. À, bắt chen à. Cách nôi đối sầu à. Sư phụ này biết cách nôi đối sầu à. Lên. Lên là lên là lên là lên. Lên nóc nhà là lên nóc nhà. Lên nóc nhà là bắt con gà. Vô, 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 vô. Quỷ. Bắt trình à. Đó bắt trình đó. Bữa nay đâu đồng cảm. Muối gì đâu mà bóng quá vậy. Mẹ lên ra bắt trình kìa. Cả nhà là náo loạn rồi. Nghỉ ngơi chiếc đi. Nghỉ đi ông não ơi. Xíu rồi nhảy tiếp. Mệt quá. Tại vì hồi nãy có mấy anh em có nói rồi, tưởng đâu là khi mà nói đến người nhà thì sư tỷ biết khóc, buồn biết khóc. Thì biết hết á, nhưng mà tại vì là mình không có nhận ai bất cả. Giờ bên này bên tao cũng vậy. Giờ cha mẹ trước đây, anh em trước đây cũng không được gì. Tại vì á, những người đó này đều nằm trong cái lòng bà bản là bảo lãnh của bên này hết. Còn người nhà của bên này á, từ cha đến mẹ thành ra người này mà được rồi á là mới được quyền bảo lãnh chồng và con. Xong hết giữa cái hàng chồng, bao nhiêu chồng cần biết, bao nhiêu con cần biết, cái hàng đó xong mới bảo lãnh cha mẹ. Cha mẹ xong mới tới bảo lãnh anh em. Anh em xong mới tới bạn bè. Thành ra bữa đó thằng này mà nó nói cái bà đó mẹ này, cái bà đó là cái gì? Mẹ. Hình đẻ ra cái hình này, nhưng mà chồng của bà, của cái bà mà nói chuyện với mày á, là con của cái xác này. Giờ mình nói làm sao?
con của cái hồn này nè. Cái hồn này đang ở nằm trong này. Ồ. Rồi cái hồn trong tao là cha của cái xác đó, giờ mày nhận sao? Nhận sao cho đúng. Rồi cái hàng mà anh em dưới này á, là nó cháu tao rồi, giờ tao nhận, không lẽ tao nhận đó cha rồi cái nhận cái hàng này sao được? Sao bất ổn quá vậy? Không có nhận ai được. Nếu mà mày nhận hả? Nếu à cái đó là mình nhận nói vậy. Đúng của lực trời, lực ở đây á. Thì mình sai với ông kia là mà mình... mày giờ mày đi theo ông kia rồi, giờ mày nhận ở đây nữa chắc ông đập vô cái đầu mày quá. Kiểu là mình xưng hô với cái hình này thì lại là đó là sai. Là cha mẹ, còn mà cái hồn hồn là anh cao hơn. Ừ. Là cái hằng hồn của người ta ở trên đó là mình đó là cha mẹ ở đầu trên rồi. À. Còn ở cha mẹ ở đây nè, xuống đây là ổng lai trần ra, từ một ổng sanh ra quản. Hiểu không? Ừ. Rồi giờ từ quản ổng thâu gì một. Bây giờ ở đây mà mấy cái hình này là người ta làm cha làm mẹ. Chứ sư phụ cho hằng hỏi câu đó là mọi người đang thắc mắc á, ví dụ là tại sao mà chị này lại là nói tiếng Thiên không mà không nói tiếng Việt? Hồi nãy hổm gài tao nói nhiều lần mày không hiểu sao. Bên nay tao nói tiếng Việt, tức là đại diện cho cái hình của mọi người biết, xong rồi chỉ về dịch tiếng Thiên cho hồn cho cả mọi người biết. Ừ. Trong cái tánh biết mình quay vào trong thân, tâm tánh ý trong thân biết, ở trong thân ý nghĩ trên đỉnh đầu nó nông, nó nở, nó khỏe mạnh như thế nào là mình nhờ này nè, cái năng lượng này xuống cho mình khỏe mạnh. Còn mình phóng ý qua bên ngoài á, mình không có cái từng ánh sáng này xuống thì cái hồn mình nó suy yếu, cái hình nó sẽ bị đau. À vậy còn cái nếu mà cái hình của chị này á mà nói tiếng Việt là vẫn nói bình thường đúng không? Bình thường có gì đâu. À. Nhưng mà không nói chuyện ở ngoài đời. Dạ. Yeah. Chỉ có nói chuyện ở những người trong pháp này thôi. Dạ. Yeah. Giờ những người tu nữa cũng không nói chuyện được luôn. Không mà không có đồng và đẳng cấp. Ví dụ như là sư phụ có pháp là chị này nói là sư phụ nó hiểu hết. Còn người ta là không hiểu. Vậy chứ sao? Nhưng mà mỗi bên âm thì mình phải đa diễn bên âm cho đúng, mà bên này dương nó đóng như dương đá như hồn á thì diễn như hồn. Trong này vẫn có âm dương. Bên này vẫn có âm dương. Nhưng mà cái xuất hiện liên tục vậy ha, thay đổi liên tục ha. Đâu có thay đổi. Chỉ có thâu vô á là những cái hồn cha này thâu những cái hồn con thôi. Cái hồn máy bay là dạng hàng con, hàng cháu, hàng nhiều đời nhiều kiếp á mới được vô tới đây. Hồn mới chọn á, mấy bay mới được vô á. Cho mấy bay vô đặng cho người lên like lên clip này, đặng cho mọi người coi, đặng biết tu. Có khi nào anh xem clip của anh không? Không, tao không xem hả? Tao không có coi cái đó đâu, tại vì là tao là dương rồi, có đó là cũng giống như là hình nó hình âm thôi. À. Coi chi, tao này nó phát ra tao đâu có cần coi. À, còn nếu mà đóng như người bình thường á? Để cái đó là để lại cho người đời sau. Hiểu không? Tất cả những gì tài sản vật chất này cái nọ là để cho đời sau. Giống như người bình thường như mình, như bé Bi này là phải cho nó đi học rồi như sư phụ là sao? Nó học hết rồi, học cấp 4 rồi hả? Ý là cái phần hồn thì học cao rồi, còn cái hiện tại thì cái rồi. Hồn nó vô là nó kiển, nó làm được hết tất cả. À. Giờ tao hỏi mẹ, giờ cái điện thoại này đương không có người điện lại mày không mở thì làm sao nó nói chuyện? Cái xe này á, mà cái xe của mày á, mà mày không đút chìa khóa là mày mở làm sao mà nó chạy? Cái thân mày nó cũng có chìa khóa mà cũng không phá rồi. Nhầm đốc đố mày, ai mà tao nói thiệt mày, ở đây bất cứ ai tao cũng mở được, tao cũng phá được. Giống như là mấy thằng cướp ở dọc đường mà nó đá tối xe mấy mày. Nếu mà người nào mà bị phá rồi á là sẽ có nhiều cái ai ra vô không được đúng không? Dạ, nó vô tụt lút, nợ mày nó vô, mày nợ nó vô sạch là cùng cái tùng đồng số hay sao? Nợ nó vô, nó có quyền vô. À. Kể cả mày nợ quy cốt nó cũng vô luôn. Hàng tỷ năm á, mỗi tính biến này à, nó đi di ra, nó di căn, biết hàng tỷ bao nhiêu năm. Mày có ăn quán gì nó dòm mày nó biết rồi, đầu là nó vô trong đất mà trong thân mày nó bóp do hồn mày trả. Tức là cái đời cứu quân này là cha mở địa ngục lên á, cho nó lên á, cái trần này nè, vô cái hình người này nè, để nó đòi nợ. À, giờ mày viết pháp mày để mày lấy được cái từng ánh sáng dư này xuống, hồn thiên vô rút phần âm này lên cho nó đi tu là xong. Còn mày nếu mày không tỉnh phải không, bóp banh sát. Nay mấy bài mà được pháp này là mấy bài phước lắm, mà nghe mà để mà tu để mà tiến, chứ mình đừng có danh lợi gì, câu like câu view làm gì. Mà càng tiến lên càng cao nó phước mà càng dài ra, tướng càng thấp nợ càng nhiều, trả càng nhiều trả chết luôn. Thành ra hôm nay chịu khổ một kiếp thì hưởng quạng kiếp sung sướng, hôm nay sung sướng một kiếp quạng kiếp sầu. Giờ mày muốn đổi nào, mày muốn sung sướng trước hay là cực khổ trước rồi hưởng sướng sau? Nó có nhân quả hết rồi. Mày hưởng sướng đi, ngày sau mày trả cái quả mà vô cùng, mà hôm nay đã cuối rồi.
ta lọc lừa lại rồi, ta là ta dọn là về nhà mới hết rồi, mà nếu mà không về được nhà mới, ở cái nhà cũ này không có chỗ ở luôn á. Mỗi cha mẹ đi về hết rồi mình phải đi theo, còn người ta cha mẹ của người ta lo cho con người ta chứ người ta lo cho cái mình gì đâu. Mà nó là cái gì mà bỏ 7 còn 3 gì mới ra thấy bình vậy bộ. Bỏ 7 còn 3 tức là mình phải tìm cái hồn mình, cái tánh biết của mình á. Phật tánh của mình á là trở về nhà cha mình á, gọi là một á. Hiểu không? Chứ mình đừng có tưởng là cũng giống như 100 người mà còn người cũng phải. Giờ 1000 người tìm hết được cái tánh biết vợ thì cha là mình biết được cái không. Tức là một. Tại vì ông một là tức là ông Chúa, từ một mới sanh mà ông mới sanh ra bạn. Hiểu không? Mình phải tìm ổng đi, ánh sáng của ổng. Giống như hôm nay ông chọn là nó vậy thôi. Nhưng có cái đầu và có cái kế rồi có cái kế nữa. Chứ không phải là cái đầu không rồi mấy cái không có mấy người giai phụ mày làm gì, mày không vua mà không có mấy chúa, không có mấy quan, không có lính, không có dân mày sống gì. Giống vậy, như ai? Vậy theo sư phụ nãy giờ sư phụ gọi giảng cái bài pháp này là gọi là bài pháp gì? Pháp hả? Du di pháp, tứ đại pháp. À, đây là cái bài pháp nãy giờ là du di pháp, tứ đại pháp. Tứ đại pháp gọi là cái hình mình là cái đất nước và lửa tứ đại. Trong câu đài có để là tứ đại pháp kinh. Thượng đế là giảng chân lý, bảy quyển. Chích cho đó từng đó giảng chân lý, bảy quyển. Hiểu không? Nhưng nó mà giống như cái quyển kinh Pháp Hoa vậy đó, bảy quyển. Nhưng mà giống như ở người ta thì người ta theo đạo nào người ta cũng ăn chay. Bên nào cũng được cả, bên nào nó cũng có từng sống dương cả. Mình hành chúng thành Phật, thành Trật, thành Ma. Nhờ cái phương pháp tôi nói là nhắm mắt lại, ngậm miệng lại, coi lửa lên ý nghĩ trên đỉnh đầu. Đạo Chúa cũng được, Phật cũng được, câu đài cũng được. Hành chúng thành Phật. Tao chỉ mệt rồi nè. Vậy bây giờ nếu như thầy sư phụ có sát sanh không? Sát sanh gì? Mình đi mình làm sao mà cho nó được về trên đó là phước. Còn mình ăn mình không cho nó đi tu được á là nợ. Nhưng mà khi mà mình ăn là mình giết nó là hay là mình ăn mình nó chấp nhận cho nó vô đây đòi nợ. Nhưng mà mình có cầu nguyện cho nó gì không? Không có cần gì cả, vô đây phục sinh phục linh xong là nó còn mừng nữa. Cái nhà ở trong này là giống như còn hơn cái Đại Nam. Người ta lớn nói là trong bụng là cái nhị tỳ. Thì rồi nhất tỳ mày không trả thì nhị tỳ mày phải ra. Cái bụng cái gúng mày là nhất tỳ. Nói nhị tỳ là ở ngoài đường nè. Nhất tỳ mày không lo trả thì nhị tỳ phải ra. Đó không? Nhị tỳ là cái gì? Chúng sinh là rau, củ, quả, ngũ cốc, trái cây. Đúng đó rồi. Là hàng cấp 2 à. Cấp 3 là động vật hồn. Cua, cá, ốc, gà, vịt, tôm, tép gì đó. Thứ đó đó, giờ mày ăn vô đi. Nó cũng giống như cái A Tỳ Địa Ngục vậy. Nó cũng giống như cái Nghĩa Trang Liệt Sĩ chứ có gì đâu. Đúng không? Gọi là nhất tỳ. Mà không trả thì nhị tỳ tới. Bên ngoài là nhị, còn ở trong mình là nhất. Làm sao cho ngũ khí chịu quan tâm quy tụ đỉnh hình thần thăng thiên. Tâm can tỳ phế thận này nó phải một. Gọi là tam giáo nguyên nguyên ngũ chi phải hợp nhất. Ngũ chi là nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo phải trở về thượng đế. Làm sao ngũ âm, ngũ khí, ngũ khí quan này nó làm sao là trở về ngũ khí dương. Chứ mà giờ mày cứ xưng mày câu đài đi nữa mà mày không lo mày tịnh, mày không trở về ánh sáng của cha thì thôi cũng nợ. Mày chúa, chúa chấp tay lại là gì? Cha con thánh thần amen. Amen gọi là không, không tức là nhất tỳ này là cho chúng sinh nó ở đây nó trở về thần thánh. Về nhà cha. Cha con là gì? Con này con là ông chúa, cha là ông đại trên đó. Hiểu không? Còn quy tam bảo là gì? Là bên câu đài chích lại là quy tam bủ hiệp ngũ khí. Quy tam bủ hiệp ngũ khí là gì? Tinh khí và thần. Nhờ cái tinh trong bản thể này, nhờ quân tinh nó mới quá ra khí, khí nó mới quá thần, mới quá thánh, quá tiên, quá Phật, quá người cha. Tức là mình phải làm sao mình tịnh để tạo anh nhi sát lợi phản bổn nguyên nguyên trở về cha. Chỉ có 3 tháng 10 ngày thôi, làm lúa hằng nông chỉ có 3 tháng thôi. Là 3 tháng 90 ngày là mày gieo rồi, 10 ngày đó mày gặt. Giống như mày làm lúa thôi, giờ 100 ngày đi là mày có biết vàng thao rồi, bắt đầu mày chứng lên phần nào, bắt đầu là mày mới hình hồn này chấp nhận đi làm công công hạnh. Chịu đấm chịu soi, ăn đấm ăn soi đi rồi bắt đầu là trình độ lên càng cao thì cái phước mình càng dài ra. Làm càng nhiều, chừng nào hết nợ thì cha không khanh cái dòng gì nữa cho mày là hết nợ, bắt đầu là lúc đó mới có quyền bảo lãnh vợ. Mới có quyền bảo lãnh vợ. Tao đó là gì á? Nhưng mà bảo lãnh người vợ này. Nhưng mà cho đại hỏi ví dụ như bây giờ là sư phụ giảng pháp vậy là cái ý của mình muốn sư phụ cũng muốn truyền bá pháp để không cho có người nhiều ta. Đó là đủ rồi, người ta là không có khi nào mà nó chính một lượt cả, phải có một người chính trước rồi á là dìu dắt những người chính sau. Một người ở địa phương đó có một người tu biết rồi thì những người khác người ta sẽ được hưởng, chứ mà mình muốn người ta ăn lượt không có được. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta nói bị khùng hay là bị điên này kia. Người ta hiểu, chừng nào người ta hiểu kệ người ta, còn người ta không hiểu cũng kệ người ta luôn đi.
ai ăn lấy no ai tu lấy trứng. Cục gạch kia, nếu mà mày không xây nhà nó không phải là cái nhà. Nếu mà trong thân mình có hàng ngọc mà không chùi không lao thì nó cũng hoài ngọc thôi, không nợ mình ăn mình trả. Mày ăn cái gì đó mày ăn không à. Ý để nói là bây giờ sư phụ có cái nào để mà chứng minh không để cho nó biết bây được. Giờ là mình tự làm tự ấy thì còn ai chứng gì kệ người ta luôn. À, trong bản thể mình nó có ngũ quan nè, nhục quan, huệ quan, pháp quan, thiên quan, phật quan. Những gì mình nghe mình hành rồi là tất nhiên là phải có thầy tổ truyền lại rồi. Còn ông thiên quan tức là ông cha, ông mới định vị à, mày phải về tới ông cha nè, ông mới định vị cho mày ở phật nào quản lý mày. Tức là cái màu á, ông phật nào trên đó ông quản lý thì là ông là các cung các cõi đó, mày về đó mày lại đó. Giống như cái xã thì ông chủ tịch huyện, trong chủ tịch nào huyện là ai, cái tỉnh là ai vậy đó. Rồi cảm ơn sư phụ đã giảng pháp kỳ quá, quá hay. Cảm ơn sư phụ. Rồi giờ sao? Nghỉ đi. Nghỉ đi sư phụ. Bên này nói về câu rồi. Tham bế sa la bồ hạnh đa đa ma thay nghe hàm. Tham bế sa la thầy phu tha ngô mô thật đẳng thừa sẵn nghe. Tham bế sa la khắc đi khô ta bồ khắc lời mà chuyện thẳng đó nghe. A bồ đắc lên khổ thật ra là thị sẵn được hàm. Thầy khó phong đóng lấy thủ được hạnh bộ sẵn đỡ khắc mẹn trả ra ra nghe. Nhân bồ lành thọ, áp bộ đề khái phước sẵn được hạnh quyền. Thẩm tâm năm vất trên sẵn trở các lợi thủ sẵn nên cả. Thọ đô danh lửa trắng lên nhân màu sẵn được bởi vớt khác thế hả? Nhân mô tham, thọ với vị trạm lỏng của thầy mô thằng trở thề. Thọ mô thằng liên liên, bất động lực đồ thể thể vô thằng thả vô thằng thả. Nông nông đánh xem bất động vất thể, thọ đạo vũ tặng thế quản lắc thầy, tạm vọng nạc thị quản thơ. Năng động thái thêm, thọ pháp có cảm phận thờ. Nó thấy có sang được trầm tâm nên ông có đặc khí lắm đã được một đập lắm có thể có thật đã hóa vì đang thọ gì nghe hả thấm thông đâm đến thọ muốn đắc lý dịp hoàn thẳng khả thọ vô trạng này khó đặng thể khổ tạ với phận lý khả vô nhận thêm thấm thơ vô trạng thơ lắm đã tế khổ đặc khả pháp nó mong ả thức thực sinh đặc khảo tổ rằng vì vậy thấm vô thả mới khẩn thân đặc khả vô đặng thở áo một đăng tư vấn dưới khả thế nghe vô trạng thở thấp trong đành chảnh đặc khở nó mà làm chị hả thập vô đặc khởi khởi phổ thọ khởi thập bộ hạnh mức bảy thể khởi khởi đặc khởi phát đặc cửa 20 khởi gì thở nó bây giờ khởi sớm ra độ hả thập vô đặc khởi không bơ thọ tay họ họ khởi khởi thọ thành khởi phổ đặc khởi khởi phơi mây khởi phổ chẳng đặc khởi vô đặc khởi ấy mây khởi cho năng hạ nha đem các khăn khởi đắp ra các khăn có đặc khởi như bạn khởi như thọ khởi cảm ơn thọ phổ chẳng khởi hà thọ không có thấy thọ thêm khởi đặc là khởi vô thọ phổ chẳng đưa hạ về nguyên khóc ra đang khải cơ trọng lấy tiền cố trọng đường họ cố quan thiện ra thôi thôi đang khải kho đặng đợi khảo vô đặng khứa hái vô năng thần lập đâu đời việc thành cho ai mới cài tông thần trạng đệ khảo quan cho khải tất cả thánh thôi tóc đầu đi vô đã hết vô đăng khảo thiên phi năm trăm lê thiện thôi tông thất khải muốn ra kho ở huyện bác thảo đâu quan trọng khứa lấy tiền và gì đò họ thuộc quan thả ở khoa về nguyên thả năm trăm lê thiện thọ lớn khổ vô ngắn kho đặt khảo thiên phiền thả hợp với thả hứa à nó đâu đâu lấy lại xem tập sóc đọc được không mới biết là được khởi thế được rồi em hiểu rồi cũng cảm ơn chị thôi chị vô nghỉ ngơi đi chúc chị một buổi tối an lành giáng sinh vui vẻ Merry Christmas and Happy New Year rồi anh Lợi dẫn bảy cho động phòng đây lại động gì nổi mà ra phan sư phụ cho thầy hỏi câu nữa sư phụ. À, giống như là mấy anh em YouTube là đây mà quay để mà sư phụ chia sẻ thì theo sư phụ là anh em có là phiền hà hay là xúc cái nào phiền hà là tội còn cái nào không phiền hà là phước nha. Vâng. Mình làm cái này cũng là đang lập công lập hạnh cho đời và đạo nhưng mà tụi em quay là nhưng cái nào mình vi phạm á, trong cái âm thanh này hoặc mình làm gì á là mình bị á. Tức là tụi em không có quấy rời hàng làm phiền anh chị đúng không? Không có gì cả, gì làm quý vị. Mình cứ làm. Nhưng mà mình nói năng này cái nọ là mình xúc phạm là mình bị cột hết. À, giống như là mình nói lố ha. À, lăng nói vậy nói lố chọc phá là bị tội hả? Tạo phước là phước. Công việc làm này mình làm là mình mới có ăn. Mình mới có phước. Không? Nhưng mà mình dính vào âm thanh là mình bị. À. Thì cái bổn phận tao là gì? Còn mình quay vui vẻ là bình thường là okay. Không có gì cả. Vâng. Để cho mọi người để cùng nghe để biết được cái pháp dương. Hôm nay là pháp dương ra đời. Dạ. Chứ không là để cứu người, cứu vào phần hồn. Chứ không phải riêng một cái đạo giáo nào cả. Bất cứ đạo nào cũng phải học, cũng phải làm cho đúng.
Rồi cảm ơn sư phụ. Chứ không phải mà mình phân biệt đạo này đạo kia. Nam Bắc một nhà phải biết yêu thương nhau. Đạo nào cũng cần biết, đạo nào cũng xài tiền cả. Nhân đạo. Đúng. Rồi mới tiến lên thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Chính xác. Lấy lòng yêu thương. Nam Bắc một nhà phải biết yêu thương nhau. Miền Bắc gọi là giao chỉ, tức Hà Nội là Mỹ Nương. Văn Lang là tức là miền Nam của mình là cha. Lạc Hồng, Âu Cơ. Rồi cảm ơn sư phụ. Vậy đi đừng có nghĩ gì đạo okay. Này nọ mình ngay nhân đạo ngay cái thân mình nè, đạo ông cha mình ngay trong cái thân mình nè, ông Phật ngay trong cái thân cái tim mình nè, ông ngự ngay tim mình á. Dạ anh lời cho em hỏi là câu thật lòng nè, kể từ khi mà tụi em quay ra là cuộc sống của gia đình anh nó vui hơn xíu đúng không? Có mệt người ra người vào bận thêm hả? Mệt thêm. Vậy sao bữa nó vui? Tại quậy quá hả? Vui quá, quậy quá hả? Làm quá tao mệt thêm chứ. Quậy quá hay là sao chứ không? Chứ sao máy bay đem lại đây mỗi lần mà ấy hồn nó đem lại đây nhiều lắm. À là chứ không phải là quậy phá sư phụ phải không? Là chỉ có là hồn quậy phá hả? Thằng này là lát lại thằng kia chưa nghĩ gì được lại tới. Vậy giờ ra quy định khung giờ nào mới được tiếp đó. Mới ghi cái bản này đi. Tao không cần biết, tao giờ đã thông báo rồi, 10 giờ đến 12 giờ. Okay. Ngoài ra đó tao không tiếp. 3 giờ 4 giờ. Ok sư phụ. Còn mấy là 10 tới 12 rồi á là nghỉ 2 tiếng đồng hồ á, 2 giờ đến 4 giờ để 9 hơn 9 giờ đến 11 giờ đi. 2 giờ đến 4 giờ thôi. Buổi sáng là 9 giờ 11 giờ mới đúng và 12 giờ nghỉ. Đúng không? Ừ vậy đi. 9 giờ 11 giờ chiều từ 3 giờ đến 4 giờ, 3 giờ 5 giờ. 2 giờ 4 giờ thôi. Rồi 2 giờ đến 4 giờ. Ừ đặng sớm cho tụi mình. Một buổi tiếp 2 tiếng. Rồi ok, bye bye. Cảm ơn sư phụ. 5 tiếng nha. Rồi, về đi, nghỉ ngơi. Ok. Mệt quá. Ê chân hết. Không mệt rồi. Chứ máy bay cũng mệt chứ tao ở đây sung sướng quá. Sư phụ nói từ đầu đến cuối không mệt thôi. Thấy đẹp đôi không sư phụ? Thì cũng được đi. Thì mình thích gì mình nữa làm. Mà ai cũng có tính biết nào nè. Bên nam bên nữ không nữ là của cha. Tức là gọi bên âm bên dương, không âm cung dương cũng là của cha, cũng đế cả. Rồi bye bye sư phụ, bye bye sư tỷ. Bye bye. Rồi hai người vô động phòng đi. Vui vẻ nghe, làm gì làm, gắn lo tồi tịnh tu, tình thương là tất cả. Trời ơi. Ông không lân sự luôn ông thờ. Sao cân vợ quá vậy, có quýnh vợ mà sao cân vậy? Quýnh rồi quýnh. Lúc nào đánh đánh. Bye bye con gái. Tìm gái dữ ta. Bye bye chị. Càng đánh nó lại càng thương. Bye bye gì nè. Nói ngộ ta càng đánh càng thương. Thương cho coi cho giọt. Ừ thương mới cho coi cho giọt. Ghét cho ngọt cho bùi. Mày muốn làm sao đó mày làm tùy. Rồi bye bye sư phụ, bye bye. Rồi bye bye. See you again. Bye bye con nhá. Rồi mọi người làm gì làm mới gắn lo tình. Ờ quan nghỉ quan nghỉ. Ngày mai 3 giờ sáng tới nha. Đó ông cân vợ, hôn tay vợ luôn nè. Đó nghèo mà hạnh phúc nha. Ngày mai em biết mặc đồ gì là mỗi ngày một bộ quý vị. Trời vô ổ luôn. Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào một video clip theo. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh Bình Định Dấu Yêu nha quý vị ơi. À, quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 280 viên với giá là 850.000 free ship toàn quốc.